Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Lòng Chim Minh Nóc Mít. Thì hôm nay Minh Nóc Mít có lên một cái loạt 6 mẫu lòng 64-68 nang, nuôi được chè than, khú, họa mi, rất là đẹp. Và đây là những cây lòng full tre già, kết hợp với lại tre già độ gỗ mun sân, chạm khá là đẹp. Và đang hàng sẵn rất là nhiều tại Lòng Chim Minh Nóc Mít. Thì lòng thì rất là nhiều, nhưng mà mẫu thì 6 cái mẫu này là những cái mẫu tượng trưng và những cái mẫu mà anh em chuộng nhất, cho nên mình giới thiệu 6 cái mẫu này cho anh em coi trước ha. Thì anh em mà quan tâm đến các cái mẫu lòng 68, 64 hay là thậm chí là ví dụ các cái mẫu lòng khác từ nhỏ đến lớn luôn mà lòng đẹp, lòng độc thì cứ liên hệ với Minh Ốc Mít thông qua cái website là minhocmit.com hoặc là cái fanpage là Lòng Chim Minh Ốc Mít nha anh em. Rồi bây giờ đã không mất thời gian của anh em nữa, mình sẽ quay vô chi tiết một chút cho mọi người coi. Thì mình đang giới thiệu cho mọi người là những cây lòng form cao, tông cao hết nha mọi người, cao 60, 4 vành hết. Về cái phần vành của nó và chất liệu trước đi, nói về chất liệu thì toàn bộ những cái cây lòng này đều là được làm từ tre già và kết hợp với lại gỗ mun sần ha. Đó là về chất liệu, gỗ mun sần là nó đen tuyền như vậy nè mọi người đó. Còn về cái chạm thì những cái lòng này á, nó có hai loại, đó là chạm trúc, chạm mắt trúc nè và chạm bi đó, những cái khá là thông dụng ha. Chạm mắt trúc và chạm bi. Rồi về kết cấu lòng thì là 64 thì đường kính là 40 và cái 68 đường kính là 42 và cái chiều cao nó ngang nhau là 60 ha. 60 phân rất là đẹp đó. Mẫu nào cũng ok. Rồi còn về hình chạm thì trong các cái mẫu này thì có chạm thùng nai nè, chân thủng, tan trơn, viền trúc. Cái này là full tre nha mọi người. Đó, mình quay gần lại cho mọi người coi. Full tre. Đó, rất là đẹp. Còn như cây này là độ mung, viền trúc, chân hoa mai, mặt hổ phù mung phù 3D nổi rất là đẹp. Cây này là tan trơn nha mọi người. Còn một cái cây sát bên nó cũng tương tự như vậy hình thức, nhưng mà cây này là tan nó chạm luôn nè, một cây tan trơn một cây tan chạm nè, mọi người nhìn thấy ha. Thì đương nhiên cây tan chạm này giá nó sẽ cao hơn một chút so với cây tan trơn, còn về cái hình thức thì vẫn như nhau. Rồi tiếp tục là tới cặp viền bi. Cặp viền bi thì đây mình quay xa cho mọi người coi một chút đó, cũng tương tự một cặp tan trơn tan chạm như cái mẫu vừa rồi thôi, nhưng mà cái viền này viền bi thì cái giá viền bi nó lại nhích hơn cái giá viền trúc một chút xíu nữa ha, nhưng mà nó cũng không có đáng kể lắm đâu mọi người ha, vài trăm ngàn thôi. Rồi rất là đẹp. Rồi và cái mẫu cuối cùng mà mình quay cho mọi người coi đó là cây chân mung full chân nai, chân mung động thủng tan trơn ha, độ mung. Cái mẫu này cũng khá là cao cấp đó, rất là đẹp. Thì anh em mà quan tâm đến các cái mẫu lòng 64-68 hoặc là anh em thích đặt nhỏ hơn 56-60 gì đó, là đặt lớn hơn 72-76, thậm chí là cái hàng lửa từ 80-84-88 cho tới 100-110 nang, thì anh em cứ quan tâm cứ liên hệ với mình thôi, cái website đó mới nãy mình nói rồi đó, minhocmit.com ha. Số điện thoại liên hệ có ở trên. Rồi anh em tham khảo ha, có gì cứ nhắn trực tiếp với mình. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại.